Trang trí cưới là một trong những cái nghề mà đòi hỏi cái sức trẻ rất là quan trọng, mà thấy là một cái việc mà chuyển hàng. Hôm nay mình đang chuẩn bị cho cái tiệc ngày 2 tháng 11 tại Trend Center, thì cái lượng hoa khá là lớn và xe tải đi đâu đó là khoảng hơn 10 chiếc, có nghĩa là các nội phần hoa không nha, mình chưa nói về âm thanh ánh sáng hay là hệ thống chương trình chuyển hoa không có ra cứ một tiếng chuyển xe đã bốc hàng lên bốc xếp. Thì mọi người thấy một cái bao như thế này 60 kg, có bao 70-80 kg, và các bạn phải bưng lên hết tất cả mọi thứ để chuyển hoa, tất cả mọi thứ lên rồi xử lý. Nhiều khi mình nhìn thấy cái nghề của mình nó giống như ve chai vậy, mọi người hay nói là ve chai bán cẩm lai, mà cũng đúng thật sự á, làm bưng bê rồi tất cả mọi thứ, nhìn rất là thương luôn các bạn, rất là khỏe. Bởi vì nếu thật sự cái này là thùng lan mà mọi người chăm bó, đang bữa mình quay số lượng lan lớn mọi người hay chửi mình đó. Thật ra thì nếu mà cái nghề này mà không có cái tình yêu với nó, hoặc là các bạn không có sức khỏe, hoặc là tuổi trẻ thì khó mà làm lắm. Chính vì vậy cho nên là hầu hết là công ty mình thường tuyển bạn trẻ. Đây là những cái bao lá bồng bon, bao này thì nhẹ thôi, không nặng, nhưng mà nói chung là cái gì cũng vậy, nó phải có một cái sự cố gắng và đầu tư thì nó lên nổi, chứ còn không là làm lâu quá là không làm nổi, đúng không? Cho nên là cả nhà theo dõi những clip hậu trường của công ty Sao Minh Tứ, của phim Sao Minh Tứ, của Zira Flow, của Trang Trí Gia Phương Tây một chiều, thì mong rằng là mọi người sẽ hiểu hơn được về nghề này, và cũng như cho tụi mình những cái bình luận tích cực cũng như những cái chia sẻ để mình có thêm động lực để làm nghề. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Bye bye.